các bạn thân mến văn hóa giao tiếp mời gọi chúng ta cư xử có nhân bản hơn, lịch thiệp hơn và đạo đức hơn. Thiếu kỹ năng giao tiếp, chúng ta sẽ khó thành công và thành nhân trong cuộc sống. Vì thế, muốn trở thành người có văn hóa giao tiếp, chúng ta không chỉ cư xử đúng mực mà còn phải học hỏi những kỹ năng giao tiếp gây thiện cảm sau đây. Ê, giờ này là mấy giờ mà sao? Ơ, à, bảy rưỡi thôi. Mày hẹn chứ khai 7 giờ mà giờ sao chưa thấy nó nữa, nữa ta? Đi gọi họ cho nó coi. Kỳ vậy đó, ngồi gì? Ừ, anh ơi đi giờ này mà còn đứng đây gọi điện đi trễ giờ em biết rồi. giờ này là mấy giờ chưa bảy giờ rưỡi em hẹn với anh 7 giờ là trong khoảng từ 7 giờ đến tám giờ là em có mặt đó thì bây giờ nè anh bảy, bảy giờ, giờ rưỡi rồi, rồi giờ sao qua gặp ta kịp được sao mà không kịp bây giờ đi đi giờ ký rồi, nhưng mà quay rồi. Sao, sao anh quần áo em kỳ ha kỳ gì vậy vô gì, gì đó tét lớn rồi ký tên bản hợp đồng quan trọng mà em mặc đồ kỳ vậy có gì đâu anh trời không ký thì thôi chứ gì sao rồi tí nó vô hai hai bộ đồ cho anh nha à, rồi giờ. bây giờ nè tí nữa em vô em gặp rồi đối tác em nói với người ta sao à, bây giờ nếu Thì mà nói sao? á, ừ. anh làm đối tác đi, rồi, rồi họ okay. làm đối tác đi em à. em, em làm em tiếp đồng cho ok rồi bây giờ lúc đầu vô chào nhau nha ừ. à. chào nha gửi này hợp đồng phải không rồi ký vô đây giùm cái nè, này nghe đây nè ký vô ký vô đó nghe đây đó ký ngay đây đó à. ký đây đúng rồi ký ngay đây đó ừ ký ngay đó nó vô giùm cái rồi cảm ơn À, được không anh được không được không được không? không cái gì được không nói với người ta gì được không chết luôn á để tôi vô tôi chỉ rồi mày đi đây. Để chỉ là trước hết chúng ta tìm hiểu về trang phục có câu nói rằng quen nhau tin dạ lạ tin quần áo nghĩa là đã quen biết nhau rồi thì đánh giá nhau qua lòng dạ qua cách ăn nết ở còn chưa quen biết nhau thì đánh giá nhau qua vẻ bên ngoài đó là trang phục câu người đẹp vì lụa cũng để đề cao cách ăn mặc của con người vì trang phục tôn lên vẻ đẹp của người mặc nó thế nên trang phục đánh giá phần nào tính cách của các bạn vì trang phục chính là thông điệp không lời tuy nhiên trang phục đẹp không phải là trang phục đắt tiền mà là phù hợp với lứa tuổi với bối cảnh và với tính cách của mỗi người vì thế tục ngữ mới có câu y phục xứng kỳ đức nghĩa là ăn mặc tương xứng với địa vị xã hội do đó chúng ta nên ăn mặc chuẩn để tạo ấn tượng tốt đẹp khi giao tiếp nhất là với những người chúng ta mới gặp lần đầu thứ hai ngôn ngữ ngôn ngữ đóng vai trò rất quan trọng để gây thiện cảm trong giao tiếp ông cha ta đã dạy vàng thì thử lửa thử than chuông kêu thử tiếng Người ngoan thử lời. Thật vậy, một lời nói đáng yêu cũng giống như một ngày xuân. Tuy nhiên, một dòng nói nhẹ nhàng, thanh tao mới thực sự thấm sâu vào lòng người. Theo giáo sư tâm lý học Albert Merabien, một câu nói thốt ra thì hiệu quả của nó, chỉ chiếm 7% mà thôi. Còn giọng nói mới có hiệu quả tới 35%. Nhất là cách nói có hiệu quả tới 55%. Thế nên, trong câu nói, giọng nói và cách nói, thì cách nói là quan trọng nhất. Vì thế, ca sao mới có câu Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Đây, nay ký hợp đồng mình luôn. chữ hành này. Mà ông khách hàng nhà ông lâu tới dư trời. À. À, chào anh, em à, là Khánh ở bên công ty. Giờ nay qua ký hợp đồng với anh. À, ừ, ngồi đi, mình à, ừ. ngồi. Thì ừ. hôm ừ, bữa cũng có hôm qua hết Hôm nay chỉ ký hợp đồng thôi không anh? Ký hợp đồng thôi à. à, Ký đâu à. anh? Đây. Ủa nhưng mà nãy giờ nói chuyện anh tin gì ạ? À? Em hả? Ừ. Em, em tên Khánh, nãy em nói với anh từ đầu rồi mà Có hả? À? Có ừ, Xin lỗi, à. nhớ à. À. Thứ ba Mỉm cười Các bạn nên mỉm cười trong khi giao tiếp Nở một nụ cười Và chào thân thiện sẽ làm cho người khác yêu thích các bạn ngay từ giây phút đầu tiên đó là cách tốt nhất để làm quen và rút ngắn khoảng cách giữa hai người xa lạ nụ cười tươi tắn thân thiện và có sức thu hút khiến người ta không thể quên các bạn đối với phái đẹp có câu nói rằng những cô gái hay cười là những cô gái xinh đẹp nhất. Thế nên, các bạn hãy đắc thủ cho mình những nụ cười thân thiện, nụ cười hồn nhiên và nụ cười nhân hậu. Thứ tư, gọi tên. Để ghi điểm trong giao tiếp, các bạn hãy nhớ gọi tên người đang trò chuyện với mình. Biết tên và ngày sinh của ai đó, chắc chắn bạn sẽ được họ yêu mến. Nếu bạn nhớ cả sở thích của họ, thì sẽ chiếm được cảm tình nhiều hơn. Tác giả Dan Carnegie đã viết, Tên của người ta là một âm thanh êm đềm nhất, quan trọng nhất trong các âm thanh. À, anh Khánh, à rồi ủa nhưng mà hôm nay anh đi tới đây anh chạy xe gì vậy em đi xe số anh chiếc phiêu uh, á xe số à <laughs> đi kiếp đồng mà chạy xe số hay sao vậy? chạy xe ừ. hơi chứ rồi nay bằng đồ thấy bằng đồ vết không mà sao bằng đồ kỳ cục à đậu bắt đồ vậy là được rồi nghiêm túc à, đóng thùng là được rồi 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 anh nhìn uh, đọc kỹ bản học đồng chưa ok đây Ê, em để em anh đừng có nói nhiều bây giờ anh để ký đọc đi. cho tôi à. thôi anh khỏi đọc anh nói nhiều quá bây giờ anh ký vô đây cho tôi anh ký thẳng như này cho tôi thì anh đừng có nói để... cái gì hết đó bây giờ anh ký vô đây anh ký vô mấy sao ký hoài không kêu không ký đâu để mà hỏi cái không, không có hỏi cái gì hết á để tôi nói để tôi nói đó à, bây giờ này cái điều khoản này nè anh đọc kỹ chưa đọc kỹ hay chưa thôi thì quay. Từ. Hồi hồi. từ từ thôi từ từ ký vô thôi em nghe em nghe đi hỏi chứ. Ừ. Yeah. ừ người gì đang nói chuyện nghe này <laughs> thứ năm lời khen. Một lời khen là một sự khích lệ vô giá. Vì thế, các bạn không nên tiết kiệm lời khen, nhưng hãy rộng rãi lời khen như câu ca dao: Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thế nhưng, muốn được mọi người quý mến, các bạn phải khen thật lòng khen giả dối sẽ không lấy được tình cảm của ai đâu hơn nữa lời khen cũng phải đúng lúc đúng chỗ cho tiền cũng không bằng tặng một lời khen lời khen được bình chọn nhiều nhất đó là câu anh rất hãnh diện về em hoặc em rất tự hào về anh nghe được câu này ai mà không phấn khởi hân hoan. Thứ sáu, lắng nghe. Các bạn nên gợi chuyện để người khác trình bày về họ rồi lắng nghe với tâm hồn cảm thông thực sự. Lắng nghe là cách gây thiện cảm hiệu quả nhất. Có câu nói rằng: Biết ăn nói thì tạo ấn tượng, biết lắng nghe thì gây thiện cảm bởi lẽ lắng nghe là một nghệ thuật. Đã là nghệ thuật thì các bạn phải luyện tập. Từ ánh mắt đến tư thế, những cái gật đầu nhẹ nhẹ, những câu đệm thế hả? À? Hay quá. Lúc đang nghe sẽ khiến người nói có thiện cảm. Thế nên các bạn hãy nói thật ít nhưng lắng nghe thật nhiều có câu nói rằng nói là bạc im lặng là vàng lắng nghe là kim cương lắng nghe quan trọng lắm nên mới có câu rằng ba năm học nói cả đời học lắng nghe lắng nghe không chỉ gây được thiện cảm mà còn học hỏi được rất nhiều điều hay bởi lẽ nói là gieo nghe là gặt các bạn thân mến biết cách thu phục nhân tâm các bạn sẽ gặt hái được thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc hơn nữa khi giao tiếp thành công là các bạn đang khẳng định giá trị của bản thân Trước khi kết thúc, xin tặng các bạn một câu chuyện rất ý nghĩa sau đây. Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử. Sau khi tốt nghiệp đại học, liền học thạc sĩ, rồi học lên tiến sĩ. Sau nhiều năm rùi mài kinh sử, người đệ tử cũng lấy được tấm bằng tiến sĩ. Vì thế, anh ta hết sức mừng rỡ và vô cùng tự hào một hôm, người đệ tử này trở về thưa với thầy Tinh Vân. Bạch sư phụ, đây con đã có học vị tiến sĩ rồi. Sau này con phải học thêm những gì nữa? Thầy Tinh Vân trầm ngâm một chút rồi trả lời: Học làm người. Các bạn thân mến, học làm người là việc học suốt đời dù các bạn có học siêng năng chăm chỉ đến đâu cũng không bao giờ tốt nghiệp được vì thế văn hóa giao tiếp là một môn học có tên là học làm người chúng ta phải học suốt đời mến chào tạm biệt các bạn